Vietnam Airlines đề nghị vay 4.000 tỷ đồng bay thẳng Mỹ từ năm sau. Dư luận lên án hành vi hôi của trên đường. Công an phát thông báo truy tìm Huấn Hoa Hồng. Ủy ban Tư pháp đề nghị xem lại quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Khai trừ khỏi đảng nữ bí thư huyện đoàn ngoại tình. Người dân phải làm gì nếu bắt gặp Triệu Quân Sự? Nguy cơ tai nạn, cháy xe vì phơi thóc, rơm rạ lấn chiếm lòng đường. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang xem chương trình tin tức 24 giờ, cập nhật tin tức mới nhất trong 24 giờ qua và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hãng hàng không Jetstar Pacific sẽ tiến hành các thủ tục để đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines với logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời bắt tay hợp tác với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Ngày 15 tháng 6, Vietnam Airlines và tập đoàn Qantas Úc vừa thống nhất xúc tiến những thay đổi đối với Jetstar Pacific nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của hãng hàng không chi phí thấp này, đồng thời thúc đẩy quy mô và sức mạnh thương hiệu của Vietnam Airlines tại thị trường nội địa. Pacific Airlines cũng sẽ chuyển đổi hệ thống đặt chỗ từ Navistairi sang Sabre, hệ thống Vietnam Airlines đang vận hành, để đồng bộ hóa mạng bay, các thủ tục đặt chỗ và tính năng dành cho khách hàng với Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cũng vừa kiến nghị chính phủ hỗ trợ cho vay tái cấp vốn số tiền khoảng 4.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, phù hợp với tình huống hỗ trợ khẩn cấp, thời gian vay tối thiểu 3 năm và có bảo lãnh của chính phủ. Vietnam Airlines cũng đề xuất phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, nhà nước sử dụng các nguồn vốn hoặc giao SCIC mua cổ phần VNA. Quy mô phát hành phù hợp với số tiền được vay, đảm bảo tổng nguồn vốn bổ sung khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn chung và dài hạn, Vietnam Airlines kiến nghị chính phủ bảo lãnh cho hãng phát hành trái phiếu 10 năm, tổng tiền huy động khoảng 10.000 tỷ đồng, để thực hiện dự án đầu tư đội bay giai đoạn năm 2021-2025. Đặc biệt, sau khi thực hiện thành công 3 chuyến bay thẳng đón công dân Việt Nam từ Mỹ về nước, thì Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu đưa đường bay này vào khai thác thường lệ trong năm 2021. Mời quý vị chúng ta cùng chuyển sang một số những thông tin khác. Thưa quý vị, Phú Yên nằm ở khu vực Nam Trung Bộ có số giờ nắng cao nên nhiều nhà đầu tư đăng ký triển khai các dự án điện mặt trời. Bên cạnh đó thì các dự án điện mặt trời áp mái có công suất nhỏ do người dân địa phương đầu tư lắp đặt ngày càng tăng. Điều này dẫn đến nguy cơ công ty điện lực Phú Yên sẽ không thể giải tỏa hết công suất điện từ các dự án điện mặt trời đang triển khai. Hầu hết các dự án điện mặt trời áp mái công suất nhỏ hơn 1 MW peak được đầu tư chủ yếu ở hai huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh. Trong khi đó, thì trạm biến áp 110 kV Sơn Hòa chỉ với một máy biến áp T1 có công suất 25 MV ampe nhưng cung cấp điện cho hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh. Điều này dẫn đến nguy cơ ắc tắc và không thể giải tỏa hết công suất xảy ra ở khu vực này. Cái trạm 110 kV Sơn Hòa hiện tại là công suất là 25 MVA. Mà các chủ đầu tư đăng ký thì khoảng hơn 40 MW peak thì cái khả năng quá tải là rất là lớn. Để được giải tỏa công suất của các nhà đầu tư mà để triển khai ấy, thì cần phải nâng cái công suất của cái trạm biến áp này. Tuy nhiên thì phụ thuộc vào vốn thì nó rất là lớn. Theo thống kê của công ty điện lực Phú Yên, tính đến đầu tháng 6 này đã có 8 dự án điện mặt trời áp mái có công suất từ 100 kW đến 1.000 kW được đấu nối với lưới điện. 51 dự án đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa vận hành thương mại. Các đường dây, trạm biến áp hết công suất đấu nối là 18 xuất tuyến, trong đó nhiều nhất là tại địa bàn huyện Sơn Hòa với 6 xuất tuyến đường dây trung áp. Trước mắt, các hạng mục đầu tư thuộc dự án JICA chỉ đáp ứng được một phần giải tỏa công suất, về lâu dài cần có sự đầu tư nhiều hạng mục khác. Trước nhu cầu phát triển đầu tư điện mặt trời áp mái tại Phú Yên, việc đầu tư và bổ sung các dự án lưới điện 110 kV và 220 kV nhằm giải tỏa hết công suất các dự án nguồn điện mặt trời trong thời gian tới là hết sức cần thiết nhằm góp phần đảm bảo việc cung cấp điện an toàn và liên tục, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023, theo tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Đề án đặt mục tiêu xây dựng thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò trở thành trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung Bộ với chức năng đầu mối xuất, nhập khẩu, tập kết, trung chuyển, phân phối, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ. Đây sẽ là trung tâm xúc tiến, giao dịch thương mại và các dịch vụ khác theo quy hoạch.
Bên cạnh đó, huy động tối đa nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu, trong đó chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các dự án thương mại trọng điểm. Đề án còn đặt mục tiêu phát triển Cửa Lò thành đô thị du lịch biển, dịch vụ tổng hợp bao gồm khu du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng biển chất lượng cao, khu dịch vụ tổng hợp logistics gắn kết với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, phát triển các khu du lịch gắn với sông Lam. Thưa quý vị, ngoài thành phố Vinh, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thành phố Việt Trì được xây dựng và phát triển bao gồm cả khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam theo hướng đồng bộ, bền vững cả về cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hội tụ các điều kiện tốt nhất thực hành di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các di sản văn hóa vùng đất tổ đã được UNESCO ghi danh, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của nhân dân. Tạo dựng và hình thành môi trường văn hóa, môi trường sống đặc biệt vùng đất tổ, cởi mở, thân thiện, đoàn kết, có quy chế quản lý đô thị văn minh và được thực hiện theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Các thành phần tham gia hoạt động lễ hội đảm bảo chuẩn mực về văn hóa ứng xử, văn hóa thương mại và ý thức gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, nhiều nước trên thế giới đã lên phương án mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại. Việt Nam cũng bắt đầu có kế hoạch đón khách ở mức độ an toàn. Nhưng để có thể mở cửa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan. Ngay lúc này, ngành du lịch đang khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể và có kế hoạch hành động để đón đầu thị trường. Một trong những giải pháp phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID-19 đang nhận được rất nhiều ý kiến đồng thuận từ cộng đồng doanh nghiệp, đó là cần có lộ trình mở cửa dần dần, đón khách quốc tế từ các thị trường kiểm soát tốt dịch bệnh. Bởi khi mở cửa với mỗi thị trường thì Việt Nam cần chắc chắn thị trường đó đã đạt được những tiêu chí đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho người dân trong nước. Quan trọng nhất là cái độ an toàn cho quốc gia, an toàn cho người dân và an toàn cho cộng đồng, an toàn cho du khách. Bởi vì chúng ta đang thực hiện song song hai cái nhiệm vụ là vừa là phát triển kinh tế nhưng vẫn vừa bảo đảm an toàn. Thế thì việc mà chúng ta mở cửa đường bay vào mùng 1 tháng 7 thì các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để làm sao mà sẽ kết hợp cái đường bay đấy để có thể khôi phục từng phần một để đón một số khách ở một số thị trường an toàn vào Việt Nam và đưa khách Việt Nam đến một số thị trường an toàn. Quan trọng số 1 là mở cửa nhưng không được để dịch tràn vào. Thì đó chúng tôi mặc dù là đối với ngành du lịch chúng tôi rất cần khách. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu được cái chuyện như vậy. Vì thế khi phân tích thị trường chúng tôi phân tích rất là cẩn thận. Mà Viettravel sẽ nhắm thị trường Đông Bắc Á trước. Đồng tình với quan điểm trên, các chuyên gia còn cho rằng nên xem xét và mời chào khách đến các khu nghỉ dưỡng trọn gói, biệt lập, thỏa mãn các tiêu chí khai thác an toàn cho các nhóm du khách đến bằng các chuyến bay thuê chuyến, cho phép toàn nhóm được giới hạn không gian ở một địa điểm để loại bỏ rủi ro lây nhiễm cho cộng đồng. Phải chọn lọc để làm sao mà có những cái địa điểm nó vẫn thu hút được khách, có những cái sản phẩm rất là hấp dẫn nhưng mà cũng có một cái phạm vi nhất định để chúng ta có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh nó tốt hơn, sau đó thì chúng ta mới mở rộng ra các cái địa phương khác. Trong cuộc họp thường trực chính phủ mới đây thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ào ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn các nước. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay tới các địa bàn mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Việc mở lại các đường bay với thế giới đây được cho là cơ hội để ngành du lịch khôi phục lại thị trường khách quốc tế vốn đang nằm im bất động. Thưa quý vị, FBNC từng đề cập đến việc quỹ ngoại yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhằm phế truất ban lãnh đạo công ty Cotecom, mã chứng khoán trên sàn HOSE là CTD. Lùm xùm liên quan tới công ty này ngày càng trở nên gay gắt khi mà mới đây, ban kiểm soát công ty đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tố cáo ban lãnh đạo không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố trung thực, chính xác thông tin đến nhà đầu tư. Cụ thể theo báo cáo gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 6 năm 2020, ông Luis Fernando Garcia Arat, trưởng ban kiểm soát Cotecom cho biết ban điều hành đã chỉnh sửa, cắt bỏ thậm chí là trái ngược với báo cáo gốc của ban kiểm soát trong báo cáo thường niên năm 2019. Ban kiểm soát đề nghị Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán công bố thông tin các phần báo cáo chính xác của ban kiểm soát đến cổ đông. Cũng theo báo cáo này, thì ban kiểm soát cho rằng ban điều hành có các hành động cản trở hoạt động của ban kiểm soát và không thực hiện các đề nghị hợp pháp của ban kiểm soát. Một số quản lý cấp cao của Cotecom và người có liên quan lại nắm giữ quyền sở hữu đáng kể tại các công ty khác là đối thủ cạnh tranh của Cotecom, hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan.
Trước đó, hai cổ đông nước ngoài là Cusor và The Ed đã yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Bá Dương và Tổng Giám đốc ông Nguyễn Sĩ Công, Quỹ đầu tư PHP Việt Nam Emerging Equity Fund, sau đó phát ra thông báo ủng hộ hai cổ đông nước ngoài này. Ở phía ngược lại, thì ban lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng này cho rằng nhóm nhà đầu tư nước ngoài đang có tham vọng thâu tóm doanh nghiệp và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong các bản tin sau. Chúng ta cùng chuyển sang một số những thông tin khác. Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất quy định xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phạt tiền từ 5 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi như kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép, sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường của tổ chức cá nhân khác để kinh doanh, không tạm dừng kinh doanh dịch vụ vũ trường theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quý vị thân mến, theo ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, do ảnh hưởng thời tiết thì đến nay tiến độ xuống giống vụ lúa hè thu năm 2020 của tỉnh gặp không ít khó khăn. Mặc dù đến nay thì đã trễ lịch thời vụ xuống giống hơn một tháng, nhưng trên địa bàn vẫn chưa có mưa để đủ nước gieo cấy, khiến cho kế hoạch xuống giống cả vụ gặp nhiều trở ngại. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, để thực hiện thắng lợi vụ lúa hè thu năm 2020 trong điều kiện thời tiết bất lợi hiện nay, ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt, thực hiện mô hình điểm cánh đồng lớn và liên kết tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn. Ngành khuyến cáo cơ cấu giống lúa sản xuất đại trà theo hướng giống lúa chất lượng cao đạt trên 90%, áp dụng IPM, quy trình canh tác lúa theo 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm. Sử dụng tiết kiệm nước, quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá, thực hiện các giải pháp giảm lượng giống heo xạ xuống nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Theo kế hoạch thì vụ lúa hè thu năm 2020, tỉnh Bạc Liêu xuống giống khoảng 60.000 ha. Quý vị thân mến, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một tàu chở số lượng lớn imenit, một khoáng vật titan, sắt oxit, không có hóa đơn, không có chứng từ, không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa, không có thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 trên vùng biển Quảng Nam, cách Nam Đông Nam, Cù Lao Chàm 12 hải lý, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiến hành kiểm tra tàu Tuấn Dũng 25 và phát hiện khoảng 3.505 tấn imenit. Số imenit trên là do công ty cổ phần Titan Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh xuất bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải biển 179 đặt tại tỉnh Thái Bình. Các đối tượng trên tàu đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa để điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, cộng đồng mạng đang xôn xao với đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe ô tô đã nhanh tay nhặt chùm vải của người bán hàng rong bị ngã xe ở đường. Hành vi hôi của thiếu ý thức này đã làm dư luận bức xúc. Cụ thể, sự việc được ghi lại bởi một camera hành trình của một xe ô tô khác di chuyển cùng tuyến đường vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 6 tại phố Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo hình ảnh được camera ghi lại, số vải rơi trên đường được cho là của một người bán vải rong bị ngã xe. Một chiếc xe ô tô con đi tới, thay vì giúp đỡ hay lách xe để tránh số vải trên đường, thì một thanh niên mở cửa xe ô tô và nhanh tay chạy ra nhặt một chùm vải. Và điều đáng nói là dù có một người đã kéo tay nam thanh niên này dường như là để xin lại chùm vải, nhưng thanh niên này vẫn lạnh lùng đóng cửa xe ô tô và đi tiếp. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải thì cư dân mạng đều bức xúc và giận dữ trước sự thiếu ý thức và hành vi hôi của thanh niên này. Đây thực sự là một hành vi đáng lên án. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng để làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, quê tỉnh Yên Bái, còn gọi là Huấn Hoa Hồng, đến Công an 24 quận huyện phòng nghiệp vụ liên quan. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì Huấn Hoa Hồng có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội. Huấn được biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội nhờ những hình ảnh, video tỏ ra ngông nghênh, ăn chơi và khoe của.
Trước đó thì Huấn từng bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an phường 12 quận Bình Thạnh phát hiện dương tính với ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn phường 12. Huấn đã bị đưa đi cai nghiện ma túy. Quý vị thân mến, sáng ngày 16 tháng 6 tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên đán năm 2019 tại Điện Biên. Phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục xét xử 9 bị cáo từ phiên sơ thẩm và được tổ chức do bố nạn nhân gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, cho rằng một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ. Mặt khác, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối năm ngoái, một số bị cáo cũng kháng cáo cho rằng mình bị oan và một số bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó thì tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã tuyên phạt 6 trên 9 bị cáo mức án cao nhất là tử hình, 3 bị cáo khác bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6. Quý vị thân mến, cũng trong sáng ngày 16 tháng 6, phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải diễn ra tại nhà Quốc hội. Đa số thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại cuộc họp đã đánh giá những vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án Hồ Duy Hải là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án. Do đó, các thành viên này kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cũng theo nguồn tin thì sau cuộc họp, Ủy ban Tư pháp sẽ có báo cáo quan điểm của Ủy ban về toàn bộ vụ án. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nữ bí thư huyện Đoàn, huyện Yên Định ngoại tình đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo khai trừ khỏi đảng nữ bí thư này. Trong thông báo này, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với bà Nguyễn Thị Hà, bí thư huyện Đoàn, huyện Yên Định. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa nhận thấy khuyết điểm vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi đảng. Trước đó, nữ bí thư huyện Đoàn Yên Định bị chồng làm đơn tố cáo có hành vi ngoại tình, sinh hai con với người tình. Sau đó, chồng bà Hà đã gửi mẫu xét nghiệm ADN cho thấy hai cháu bé sinh đôi 7 tuổi đều không cùng huyết thống với ông. Từ đó, ông làm đơn tố cáo vợ mình đến huyện ủy, huyện Yên Định và các cơ quan liên quan đề nghị xử lý. Ngày 15 tháng 6, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam và đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Trương Đình Thi, sinh năm 1972, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, về tội đưa người ra nước ngoài trái phép. Trước đó, thì Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện đối tượng Thi đưa 3 người phụ nữ đang mang thai vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân thuê phòng ở. Quá trình trinh sát, thì cảnh sát điều tra thu thập được thông tin những người phụ nữ này đang nuôi thai từ 3 đến 7 tháng tuổi để chuẩn bị bán con cho người Trung Quốc lấy tiền. Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh. Đối tượng Trương Đình Thi khai nhận đã tổ chức cho 3 phụ nữ này sang Trung Quốc để bán thai nhi với giá từ 30 triệu đồng một thai nữ và 70 triệu đồng với một thai nam. Quý vị thân mến, theo nguồn tin của FBNC cho biết, mới đây vừa xảy ra vụ việc một hành khách trong khi đi xe thang từ máy bay xuống đất đã té ngã do trời mưa trơn trượt. Được biết lúc đó hành khách mang quá nhiều hành lý xách tay, một phần do thang trơn và một phần do không nắm thăng vịn của thang. Nhân vụ việc này thì chúng tôi muốn lưu ý quý vị khán giả cần chú ý và cẩn thận hơn khi di chuyển ngoài đường, đặc biệt là trong mùa mưa. Nếu đi máy bay thì hạn chế mang hành lý xách tay quá cồng kềnh, bảo đảm an toàn khi di chuyển. Từ cuối tháng 4 đến nay, thì nhờ những nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương, tình trạng khai thác cát trên sông Bồ, đoạn qua địa bàn tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, thì người dân tại đây vẫn luôn cảnh giác đối với những đối tượng cát tặc có thể quay trở lại, bởi đây là mỏ cát có trữ lượng lớn, chất lượng tốt để làm vật liệu xây dựng. Tình trạng khai thác cát trộm trên sông Bồ ở khu vực Cồn Nổi, đoạn qua phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà diễn ra phức tạp, kéo dài từ tháng 2 vừa qua đã làm sạt lở một diện tích hoa màu rộng tới 30 ha, đất canh tác hoa màu của bà con tổ dân phố Thanh Lương 2. Người dân đã phải tổ chức lực lượng để chống lại cát tặc. Thì từ ngày mà bắt đầu làm một cầu khỉ chứ là hơi lặng dịu rồi, chắc chứ là thật ra đừng tin. Chứ mà đứng trên đấy là dưới cái lòng đất là toàn bộ cái mỏ cát là rất là dưới cái tài nguyên của chân rất lớn, cho nên như là muốn giữ để bảo vệ là cái đất để mà
mà giữ trước là giữ làng rau giữ đất để mà sản xuất mắng thôi. Các đối tượng đã lợi dụng trời tối đưa tàu lớn vào để khai thác trái phép hàng chục chuyến mỗi đêm. Người dân ở đây phải kéo điện thắp sáng cả đêm và cắt cử người thay phiên nhau trông giữ khu vực này. Va chạm giữa người dân và các đối tác hút cát trộm cũng đã xảy ra. Chỉ đến khi người dân và chính quyền phường Hương Xuân làm cầu tre bắc ra sông thì các hoạt động khai thác cát trộm mới tạm thời lắng xuống. Do lòng sông sau khi bị các đối tượng khai thác cát trái phép rút ruột với độ sâu từ 6 đến 7 mét khiến khu vực đất ven sông vẫn chưa ổn định, khả năng sạt lở vẫn tiếp tục có thể xảy ra gây nguy hiểm cho người dân trong quá trình canh tác. Trước mắt là Ủy ban nhân dân thị xã là kiểm tra lại cả những vị trí bị sạt lở và có những cái rào chắn cũng như có những cái tiêu báo để cho người dân biết và hạn chế cái sản xuất ở đây để đảm bảo trong cái việc là sản xuất của nhân dân cũng như là an toàn tính mạng của nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà, yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có biện pháp chế tài xử phạt nghiêm các hành vi khai thác cát sỏi trái phép, xử lý khẩn cấp điểm sạt lở nặng nghiêm trọng do cát tặc gây ra, có kế hoạch di dời sơ tán các hộ dân sinh sống ở ven sông trong khu vực sạt lở trước mùa mưa bão. Thưa quý vị, phơi rơm rạ, phơi thóc trên đường vào mỗi mùa gặt là tình trạng xảy ra phổ biến ở hầu hết các địa phương, diễn ra từ lâu và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do hành vi này. Tuy nhiên thì cứ vào mỗi mùa gặt thì tình trạng này lại tái diễn, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Những hình ảnh được ghi lại tại tỉnh Phú Thọ. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân vô tư mang thóc, rơm rạ phơi ngoài đường trên nhiều tuyến đường. Thậm chí việc tuốt lúa cũng diễn ra ngay trên mặt đường để giảm thời gian và chi phí. Và điều đáng nói là nhiều người còn dùng cả những khúc gỗ, gạch đá để chắn các phương tiện giao thông không đi vào khu vực phơi thóc. Việc làm này đã gây cản trở cho các phương tiện đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Nó cũng là không an toàn giao thông đâu, nhưng mà nhà cô là không có sân để phơi lúa. Đấy mà gặt về ồ ạt một lúc. Thế thì coi như là 4 xào ruộng là một lúc thì cô không có sân để phơi. Cái hiện tượng mà bà con hay phơi rơm rạ ngoài đường là lúc mà đi vào rất là nguy hiểm, bởi vì là nhiều khi là mắc vào gầm xe này, nó sẽ bị cái hơi nóng của xe làm cháy, rất là nguy hiểm. Tình trạng người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi thóc, phơi rơm là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật thì đã rất rõ ràng, tuy nhiên thì dường như đây vẫn là bài toán khó với các ngành chức năng trong việc xử lý những hành vi vi phạm trên. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì trên mạng xã hội đang lan truyền clip người phụ nữ ngồi ghế bán trái cây giữa đường nhựa ngay trên vạch trắng dành cho người đi bộ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Clip được quay gần chợ 79 đường DA6, khu dân cư Việt Sinh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mặc xe máy và ô tô đang lưu thông qua lại có thể gây nguy hiểm cho bản thân, thì người phụ nữ này vẫn dọn hàng ra đường nhựa để bán. Xe máy, ô tô qua lại đoạn đường này khá nhiều và đều phải tránh người phụ nữ gan lì kia. Điều đáng nói là vẫn có khách nữ đi bộ và nam thanh niên dừng xe máy mua đồ. Hành động thiếu ý thức này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.